Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 9 năm 2022, Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, trụ trì chùa Long Bửu, xã Nhị Long, kết hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng 1.300 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Hiếu, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại diện chính quyền có bà Lê Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại. Tại buổi phát quà, Chư Tôn Đức trong Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đã chúc các em đón một mùa Trung thu tràn ngập niềm vui bên gia đình và người thân. Quý thầy căn dặn các em phải siêng năng học tập, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến quý Phật tử cùng quý mạnh thường quân gần xa đã chung tay hỗ trợ những phần quà ý nghĩa này tới các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các em có thể đón một mùa Trung thu đầy đủ và ấm áp. Thay mặt cho bà con xã Nhị Long, đại diện chính quyền địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến Chư Tôn Đức trong Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh khi đã quan tâm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những phần quà Trung thu ý nghĩa, giúp các em đón Tết Trung thu thật vui tươi và đầm ấm. Qua đó, cũng góp phần động viên các em thi đua học tập tốt, luôn là con ngoan trò giỏi và biết yêu thương mọi người xung quanh. Tại đây, Chư Tôn Đức trong Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đã trao 1.300 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 8 ấp trên địa bàn xã Nhị Long. Mỗi phần quà gồm có lồng đèn và bánh kẹo. Tổng trị giá chuyến phát quà lần này là 70 triệu đồng. Được biết, vào ngày 10 tháng 9 năm 2022, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát 500 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện Cầu Ngang nhằm thể hiện sự quan tâm của Phật giáo đối với thế hệ măng non của đất nước. Hy vọng những phần quà này sẽ đem đến thật nhiều nụ cười hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương, giúp các em đón một mùa Trung thu đầm ấm bên gia đình.